Mày đừng cố gây sự tụi nó nữa. Lần sau tụi nó bầm nát tao với mày luôn đó. Biết rồi. Tao không có giỡn đâu nha. Tao biết rồi. Bảo Minh, em ở đâu vậy Minh? Minh ơi, Bảo Minh, em ở đâu vậy Minh? Bảo Minh. Bảo Anh. Là em hẹn chị đó. Thằng Minh đâu rồi? Em muốn nói chuyện của tụi mình. Chuyện mình kết thúc rồi, không có gì để nói hết. Chị bình tĩnh nghe em nói được không? Thằng Minh đang ở đâu? Em trai tôi đâu? Bảo Minh, đi đi đi. Bảo Minh. Chị ba. Minh. Làm cái gì ở đây vậy hả? Đi về nhanh lên. Em đã nói chị rồi, đây là sự lựa chọn của em. Lựa chọn cái gì mà kỳ cục vậy? Theo chị đi về, nhanh lên. Chị ba ơi, chỗ này là chỗ của em, chị về trước đi. Ở đây không phải là chỗ của em. Mà cũng đừng có chơi với mấy người bạn xấu như vậy nữa. Nghe lời chị, đi về, nhanh lên. Xấu cái gì mà xấu, đúng là bản thân của em. Nghe lời chị, đi về. Em nói chị về trước đi. Nói nghe tụi mày. Nói nghe. Minh. Thôi, về trước đi. Minh. Ôi. Minh. Tụi mày chia ai hả? Đuổi đi cho tao. Chị ba. Đón xem Gạo Nếp Gạo Tẻ phần 2 lúc 20 giờ từ thứ Hai đến thứ Tư trên kênh HTV2V Channel.